tình yêu đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ha 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 ha. Ngày vui hạnh phúc. Ngàn năm thương hoài một bóng hình ai, tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai. Trăng khuyến rồi có khi đầy, ngăn cách rồi cũng sum vầy. Mây bay bay hoài ngàn năm, lòng như con thuyền đổ bên tình yêu. Ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo. Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù có âm thầm, ra đi ôm trọn niềm thương. Thương hoài ôi ngàn năm còn đâu, đã mòn mà tình có mòn đâu. Tình đâu là tình cuối người ơi, suốt đời mình nguyện câu lứa đôi. Thời gian âm thầm như nước về khơi, lòng chót yêu người tình khó đổi thay. Hoa thắm rồi có khi tàn,
tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thường hoài ngàn năm. Âm thầm như nước về khơi, lòng chót yêu người tình khó đổi thay, hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thường hoài ngàn năm. Hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn năm. Hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hai chúng ta chung một mái nhà, là ngày hạnh phúc đang về bên ta. Từ trái tim đến trái tim, trăm nỗi vui cùng em tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi thỏa nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã cung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đợi ta. Trái tim, hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hai chúng ta chung một mái nhà, là ngày hạnh phúc đang về bên ta. Từ trái tim đến trái tim, trăm nỗi vui cùng ngàn tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên
đi trong phút giây này, đã lên đi cho tình xanh mãi đẹp đó hoa hồng thơm ly dịp đầu rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi qua nỗi mong chờ cho quên đi bao ngày mong nhớ rộn rã không đàn yêu thương ngập tràn một cuộc đời mới đang chờ đôi ta. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nâu rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi qua nỗi mong chờ cho quên đi bao ngày mong nhớ rộn rã cũng đàn yêu thương ngập tràn một cuộc đời mới đang chờ đôi ta. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho
duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với trầu. Mong ngóng bao ngày đêm
gì. Yêu em anh nâng như nâng trứng, thương nàng như hương hoa, ơi em dấu yêu. Okay. Và xin kính mời các cụ ông cụ bà cùng toàn thể cô dì chú bác của hai họ vị, có thể nói rằng lễ ăn hỏi là một nghi thức không thể thiếu được trong hôn nhân truyền thống của người Việt Nam. Và ngày hôm nay hai bên gia đình của chú rể Văn Quyết và gia đình cô dâu Huyền My có tổ chức một buổi lễ ăn hỏi thật là long trọng. Và để cho bắt đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai sẽ đứng lên phát biểu và giới thiệu đoàn của chúng ta trong buổi lễ ngày hôm nay. Các ông các bà bên họ nhà gái, cho phép tôi hạ diện cho nhà trai xin có giới thiệu về thành phần của họ nhà trai chúng tôi về dự cái lễ ăn hỏi hai cháu Văn Quyết và Trọng Bình. Trước hết xin giới thiệu với các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể thăm khách quý của gia đình nhà gái. Đây là bà nội của cháu Quyết và bên trong kia là ông ngoại của cháu Quyết, và có các bà là bà trẻ, bà già, các ông bác, các ông chú, bà mợ, cậu, dì, chú bác, nội ngoại, ba bề bốn bên của họ nhà trai chúng tôi, và các vị đại biểu khách quý hàng xóm đã đi dự cái lễ thành hôn xin hỏi của cháu Quyết và cháu Bình hôm nay. Rất vinh dự cho họ nhà trai được các cụ, các ông, các bà bên họ nhà gái đón tiếp họ nhà trai chúng tôi rất là nồng hậu, cần nói. Sau đây thì tôi cũng xin được phát biểu cái ý kiến của em. Kính thưa trên các cụ, các ông, các bà, tôi là nội tộc mình là cháu Quyết, tôi là ông trẻ cháu Quyết, thì cũng xin nhắc các cụ là ông bà toàn thay là chúng tôi quê quán Thái Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, có sinh hạ được cháu Quyết, gia đình ông bà Đồng Quyết có sinh hạ được cháu My. Các cháu đã đến tuổi trưởng thành, trải qua một thời gian các cháu công tác và tìm hiểu trên tinh thần bạn bè, sau đó các cháu đã đồng thắm và tình nguyện để đi đến cái việc xây dựng hạnh phúc trăm năm. Được sự vun đắp của hai bên ông bà cha mẹ, đến buổi này giờ này các cháu đã đến ngày đơm hoa và kết trái. Hôm nay xin phép họ nhà gái, họ nhà trai chúng tôi có một cái lễ gọi là lễ ăn hỏi. Trước là kính báo tổ tiên, sau đó là để báo biến đến nội ngoại ba bề bốn bên của các cụ bên họ nhà gái. Rất mong được sự chấp thuận của các cụ, các ông, các bà như đũa có đôi, và tiến tới từng bước để lo cái việc ăn hỏi rồi việc trăm năm hạnh phúc của các cháu. Trước khi được lời, cho phép tôi được đại diện cho ông bà Thanh Toàn xin được gửi tới lời kính chúc đến các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các quý vị đại biểu khách quý gần xa của hai bên gia đình lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất, gia đình hạnh phúc thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Biểu của vị đại diện cho gia đình nhà trai đã có đôi lời phát biểu và giới thiệu đoàn của chúng ta đến trong buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời bà ngoại của cháu My, của cô dâu My sẽ đứng lên phát biểu và sẽ giới thiệu thành phần của họ nhà gái. Thành viên hai họ, lời chào trang trọng nhất. Giới thiệu về thành phần tới dự lễ ăn hỏi của hai cháu Quyết và My hôm nay. Tôi xin giới thiệu, tôi là bà ngoại của cháu. Và có bên nội, gia đình bên nội thì có ông Hồng là ông của cháu, bà Nguyệt là bà của cháu, và hai chú của cháu. Thế và giới thiệu là đây là bố mẹ của cháu My, là bố Đông và mẹ Quyết. Xin giới thiệu với tất cả các quý vị
là có các bác, các cô là bạn thân của bố mẹ cháu đến tới dự lễ ăn hỏi của hai cháu. Thế và hai họ thì nói chung là hôm nay thì cũng đến rất là đông đủ này, đầy đủ, nhưng mà vì là cũng cái diện tích nhà nó chỉ có hạn, mong các cụ thông cảm về cái sự đón tiếp. Vâng, xin giới thiệu là phần giới thiệu là xong. Thế được sự đồng ý của hai gia đình, hôm nay thì sự sắp xếp của bên các cụ nhà trai. Và sau đây xin mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai sẽ giới thiệu về thành phần lễ trong buổi ngày hôm nay. Và sau khi giới thiệu thì xin mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái sẽ tiếp nhận những lễ vật mà nhà trai mang đến, chuẩn bị rất chu đáo trong buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Các bà, các bác cũng như các vị khách quý đặc xa của hai vị gia đình. Ngày rất vinh dự cho hai cháu đã được sự đồng thuận của hai bên ông bà cha mẹ đã vun đắp cho cái tình yêu của các cháu. Thì đến giờ này thì các cháu đã đến ngày đương hoa và kết trái, được cái sự đồng thuận của các cụ bên họ nhà gái. Họ nhà trai chúng tôi hôm nay có cái lễ ăn hỏi, trước hết là dâng lễ vật đến kính trình. Đầu tiên là chín lễ, là có một cái bán xôi để cúng các cụ bề trên chứng giám cho cái việc ăn hỏi hôm nay của các cháu. Thì sau đây xin mời bà Thanh và một vị đại diện và đại tiếp sẽ lên. Xin mời mẹ của cô dâu và mẹ của chú rể sẽ lên nhận lễ và ý kiến mở lễ trong buổi tối ngày nay. Xin là xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay lớn. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Giang Đông là bố của cô dâu ngày hôm nay sẽ có đôi lời phát biểu và cho phép chú rể Văn Quyết vào đón cô dâu ra đến nhà ngoài. Thưa các cô các chú cùng toàn thể các vị khách quý đến dự buổi lễ ngày hôm nay, kể từ giờ phút này trở đi, cháu Huyền My và cháu Văn Quyết đã là con dâu và con rể của hai gia đình chúng ta. Thì hy vọng là cháu My, Huyền My sẽ là dâu hiền của nhà trai và cháu Văn Quyết sẽ là rể Thảo của nhà gái. Hy vọng là hai cháu cũng sẽ trên con đường xây dựng gia đình và trên con đường sự nghiệp thì các cháu sẽ gặp may mắn, trên con đường phát triển về gia đình cũng gặp thuận lợi, và mong cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Một lần nữa là tôi là thay mặt cho họ nhà gái thì là xin mời các ông các bà, các cô các chú và toàn thể đại biểu nhà trai uống chén nước và ăn bánh kẹo chúc phúc cho hai cháu. Đây xin mời cô dâu và chú rể sẽ rót nước, mời chầu, mời thuốc, mời nước. Đi hai bên này, ai quyết đây? Đi hai bên, đi bên trong nhé. Cái chảo nó tốt à? Chưa đến ngoài nhé. Cho bà nó từ bố đi, nó phê nhà. Đấy, nó phê rồi bố. Đấy, lấy ảnh thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tất cả cái chơi à? Ờ, là có đâu